Video này được tài trợ bởi game Ragnarok Internet Generation, là một tựa game đã được ra mắt chính thức được vài tháng ở thị trường Đông Nam Á. Và tại Việt Nam, ngày ra mắt game sẽ là ngày 1 tháng 9 này. Và đặc biệt, Ragnarok là một tựa game kinh điển từ những class nhân vật, những con slime màu hồng, thú cưỡi quen thuộc đã từng làm mưa làm gió trong quá khứ từ một tựa game của PC, đó chính là NBT Gravity Hàn Quốc chục năm về trước, nay đã được tái hiện hoàn toàn ở trên mobile. Bên cạnh đó, tựa game còn được bổ sung thêm nhiều tính năng mới để phù hợp với thị trường của game mobile, với đồ họa siêu đỉnh, dễ thương và phù hợp với mọi lứa tuổi. Game có map mới rộng lớn, thỏa sức phiêu lưu, các chế độ chơi mới lẫn cũ như là săn boss, liên minh mang hội, chế tạo vật phẩm, tự do chiếm thành, tự do học kỹ năng, MVP, đập trứng. Và game nói không với hút máu, ba loại tiền tệ lưu hành chính ở trong game, thân thiện với dân cày, không nạp cũng không lo bị thọt. Và bạn có thể tự do chuyển class nhân vật tùy ý thay đổi liên tục theo meta hoặc là sở thích cá nhân của các bạn. Hiện tại game có chia thành 6 class nhân vật chính, sẽ có cập nhật thêm trong tương lai. 6 class nhân vật có trong game: 1 đó chính là kiếm sĩ, 2 chính là mục sư, 3 là ma pháp sư, 4 là đạo tặc, 5 là cung thủ, 6 là thương nhân. Với 6 class này chia thành 12 nhánh nhân vật khác nhau cùng với 3 giai đoạn chuyển class. Với hàng tá tính năng PvP khác nhau tạo thành một hệ sinh thái vô cùng phong phú như là tổ đội, bang hội, quốc gia chiến boss, chiếm thành, bang hội chiến, lập quốc, vượt ải phó bản, vân vân. Trong game còn có thêm một số tính năng khá thú vị như là hoạt động tương tác với người chơi, hệ thống trang phục thì siêu phong phú và đáng yêu. Và còn có các tính năng ủy thác, treo máy tiện lợi cho người chơi, con buôn hoặc dân cày, auto gen quái vật, nhặt vật phẩm, săn boss, câu cá, nấu nướng và rất nhiều những tính năng khác đang chờ chúng ta. Và quan trọng nhất là người chơi hãy bám sát lấy cốt truyện, mở rộng các nhiệm vụ xoay quanh cốt truyện và tuyến nhân vật, bổ sung thêm hàng ngàn nhiệm vụ phụ mới và nhiệm vụ ẩn để có thể nhận được thêm thật là nhiều phần quà mới, skin siêu đáng yêu ở trong game nhé. Và còn về phần trang phục nhân vật ở trong game thì hoàn toàn là miễn phí, rất phù hợp cho dân cày, không cần nạp tiền, nạp thẻ mà vẫn có skin đẹp để chơi. Với rất nhiều sự lựa chọn thì các bạn có thể thỏa sức sáng tạo ra nhân vật theo ý muốn và sở thích của các bạn. Đối với một tựa game có cốt truyện hay, có trang phục đẹp và không cần nạp tiền, hoàn toàn miễn phí thì còn chần chờ gì nữa mà không tải game ngay về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nào. À mà quên nữa, game có rất là nhiều cách đăng nhập để các bạn có thể lựa chọn nữa nha. Tải game ngay nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yêu các bạn. Together we rock. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ hới với điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Thì chắc là mấy bạn thấy mình mặc bộ đồ của anh Mr. Dịch, mặc skin của anh Mr. Dịch, chắc mấy bạn thấy lạ lắm đúng không? Có gì đâu mà lạ, bởi vì là hôm nay mình đang có một cái ý tưởng rất là vui rồi. Mình đang gọi là hơi buồn buồn cho nên mình muốn đi kiếm ai đó mình cho mấy bạn ơi. Cho nên hôm nay mình mới nghĩ ra cái này rất là vui nè bạn biết gì không? Đó chính là hôm nay mình sẽ giả mạo thành anh Mr. Dịch. Mình sẽ làm một ngày làm trưởng team của Hero Team. Đó, sau đó là mình sẽ gọi là cho mọi người trong team nha anh em nha. Nè anh em, mấy bạn coi nè, ở đây nè, mình đang có nguyên chiếc siêu xe màu vàng luôn bạn ơi. Đó, xịn chưa? Trưởng team á là phải gọi là VIP Pro vậy bạn hiểu không? Trưởng team là phải có siêu xe luôn ấy. Ok. Rồi bây giờ sẽ leo lên siêu xe nè. Bây giờ mình lái xe cho bạn coi nè, siêu xe của mình đây. Đó, ghê không đó. Mình ngồi trong xe là mình thấy được cái vô lăng nó lái nữa bạn. Trời, xong tung vô cây luôn rồi. Ồ, ok. Để mình xem coi. Bây giờ mình sẽ lượn một vòng nè, để mình coi có ai không, để mình kiếm mình cho anh bạn ơi. Hey, mà một ngày làm trưởng team thì chúng ta sẽ làm gì giờ ta? Hay là mình vô nhà mình hành hạ mọi người, mình bắt mọi người phải nấu ăn cho mình cái kiểu lâm nhà. Khoan cái từ. Nè, hình như là mình mới thấy bóng dáng ai đó thập thò đi ngang qua đây các bạn ơi. Hình như là ca mui thì phải. Thấy rồi. Ha, mấy bạn ơi, ca mui có nhà nè. Hay là người đầu tiên chúng ta cho sẽ là ca mui đấy bạn. Mình nghĩ hợp lý nha, cho ca mui đầu tiên là hợp lý á. Ok. Rồi, bây giờ các bạn hãy coi Phong Cận một ngày làm trưởng team giả mạo Mr. Dịch và cho tất cả thành viên của Hero Team như thế nào nha. Từ bây giờ để mở cửa đây nè. Ê, ca mui ơi. Ôi. Ai gọi gì vậy? Từ từ thôi. Ủa biết hả? À, tôi là Mr. Dịch. Từ từ
ông Mr. Dịch, ông hay nói chuyện sao các bạn? Trời ơi, mình phải nói chuyện nghe giống ổng không thôi là bị nghi ngờ các bạn ơi. Tôi là Mr. Dịch nè. Giọng bạn hôm nay là bị làm sao vậy? Lúc nãy mình có thấy bình thường nhậu. Việt. Chày. Ôi Việt ơi, Việt ơi. Cái gì? Việt, Dịch vô xe lúc nào vậy? Trời ơi, còn hỏi nữa. Chắc mình nói chuyện bình thường các bạn ơi. Mình nói chuyện giống ông Dịch hồi nãy, mình mệt, có cái gì đâu mà nói chuyện nghe mệt. Chắc mình nói bình thường cho rồi. Xe nãy hả? Trời, xe này rẻ mà. Xe này là pha chết, xem nói phong rồi. Xe này là vịt mua về, vịt chân hồ bơi mà. Không gì đâu, bỏ xuống hồ cá chân rồi. Ê, vịt chân hồ bơi thì cho Camui. Camui nhìn thích cái xe này lắm luôn á. Cái xe này là siêu xe á bà. Ủa, cái gì cho á, nghĩ sao vậy? Siêu xe mà đòi cho, bà biết chiếc này bao nhiêu tiền không? Tôi thà tôi để trong nhà cho gọi là nhện nó bám vô cho bụi, cho hư, chứ tôi không có cho ai đó. Tại xe theo của tôi để tới chân được không? Thôi mệt quá. Nhưng mà bình thường vịt có cái gì là vịt cho cả mui hết mà, sau này vịt kia xỉ vậy? Có ta, xong dịch ông dạy gái á bạn, tự nhiên có gì cũng cho cả mui hết, gì kỳ vậy, dạy gái vậy trời. Nhưng mà hôm nay khác, hôm nay không có cho vậy đó. Mà khoan, từ, tính ra là hôm nay tôi qua nhà bà tôi có chuyện, chứ không phải là tôi qua không đâu. Mà bà mượn xe tôi, bà hỏi, bà xin xe tôi. Hôm nay là qua là có việc. Việc gì trời ơi, làm gì có việc gì đâu. Việc gì thì cũng mà là bạn cho đồ mình thôi mà, gì đâu. Ủa, tính ra là sao mà bà ca mui này, bà suốt ngày bà cứ xin đồ của ông Dịch hay sao mà tự nhiên bà gặp mình cái bà cứ Dịch ơi cho mình đồ đi. Cho cái đầu bà. Thôi bây giờ tôi nói tôi á mỗi tuần á là tôi phải gọi là đi, người ta gọi là gì ta, đi quan sát cái ngôi làng này coi ai vi phạm gì, sau đó tôi sẽ bắt phạt, tôi đóng tiền, hiểu không? Cho nên hôm nay người đầu tiên tôi muốn đến nhà kiểm tra chính là nhà của Camui. Đấy, ok, bây giờ Camui cho tôi vô kiểm tra. Đây là kiểm tra gì đấy? Ủa, Camui có làm gì đâu mà phải kiểm tra từ nha, không kiểm tra nha, kiểm tra cái gì? Đặt cái cửa nè, tưởng là không dám vô à? Tôi là chủ team của tôi mà, ông làm gì vậy? Tôi là trưởng team, tôi muốn làm gì kệ tôi, đúng không các bạn? Trưởng team là phải như vậy, hiểu không bạn? Tôi trưởng team làm gì kệ tôi. Ủa mà khoan, ai cho nhà bà nuôi cá hả? Ủa chứ làm sao mà không được, cả bể cá này đẹp mà. Tính ra là tôi là con dịch, tôi là con dịch mà, tôi con dịch thì tôi cũng hay bơi dưới nước, mà con cá nó dám bơi nhanh hơn con dịch, tôi ghét, không cho nuôi nữa. Đặt đi, không cho nuôi. Đợi coi. Nhà ủa, gì đâu mà hôm nay gì kì à Việt? Sao bà lại sắp Việt lại đập bùng vào tớ? Ủa, thích đập được không? Ủa mà sao nhà hôm nay bừa bộn quá vậy, nhìn nè. Trời ơi trời, có lau nhà, có quét nhà, dọn nhà vô mà sao thấy nhà bừa bộn quá vậy? Trừ 10 điểm. Ủa, bây giờ lấy đâu ra cái gì điểm nữa vậy? Ừ, thì bây giờ phải có điểm chứ. Tại vì là nếu như mà mình không trừ điểm á thì không ai sợ hết. Mà cứ 10 điểm là sẽ 10 triệu, phạt 10 triệu, hiểu không? Ê, bậy à. Cái gì mà 10 điểm là 10 triệu, mà trong khi vừa rồi bạn trừ nguồn của mình là 10 điểm nữa vậy? Làm tính cái kiểu gì vậy? Cũng lắm là trừ 1 điểm nữa chứ. Không, trừ 10 điểm luôn, do nhà ở dơ, thích trừ được không? Chuẩn tiên muốn nói gì kệ tôi. Chứ vậy là không có được nha, tôi phản đối nha. Ủa, phản đối hả? Phản đối đuổi ra khỏi tim luôn giờ đó. Phản đối vậy, coi cái gì không? Trời ơi, nhà gì đâu mà ai cho mua tivi bự dữ hả? Bự hơn tivi nhà tôi thì tôi không thích vậy. Nhà tôi có tiền thì tôi mua rồi, làm gì mà bảo không cho tôi mua. Bây giờ bị đau quá. Mệt quá. Tôi từ nãy giờ mấy bạn ơi, mình có hơi ác không các bạn? Mình làm gì có hơi ác không các bạn? Thôi từ không khóc lóc gì hết, khóc trừ 10 điểm nữa giờ. Bây giờ nói nha. Thương không. Giờ đang đói bụng nè, có gì ăn không? Em ơi, ăn coi, cho trưởng team ăn coi, nhanh lên. Có gì ăn đó hả? Từ từ để tôi xem nào. Tôi có gà cà rốt thúi nè, tôi có khoai tây mọc mầm nè, tôi có mắt nhẹ nè, bạn ăn không? Tôi ăn cái tôi chết hay gì mà nói. Có gì ngon ngon đem đây nhanh lên. Cái rồi, từ xíu, từ đây. Tôi đếm từ 1 đến 3, không có đồ ăn trừ thêm 10 điểm. Đây, cho bạn Nguyên, đây là một suất ăn đặc biệt nha. Tôi chuẩn bị để tôi ăn đó, nhưng mà thôi được rồi, bạn bè với nhau thì tôi cho bạn ăn đó. Đây là sushi này, đây là thêm gà nữa. Thơm quá à. Cái gì mà tôi là người Việt Nam mà không có cơm tấm sườn bì chả hay là hủ tiếu hay gì nè? Tôi có bao giờ ăn mấy cái đấy đâu. Trời, đồ Việt Nam, người Việt Nam mà không ăn đồ Việt Nam trừ 10 điểm nữa. Đi okay. Thích trừ. Vì đây bạn có nhầm không nhở? Mình ở miền Bắc mà, mình ở miền Bắc, bạn cũng ở miền Bắc đó, rồi mình có bao giờ ăn cơm tấm đâu. Ủa, thích trừ được không? Tôi thích, tôi trừ thôi được không? Ok, rồi để coi coi. Cái này là món gì đây? Cái gì đây? Trứng gà nè, rồi cái gì? Cái này là cá hồi hả? Đâu, ăn thử miếng coi. À, đấy là bánh mì. Dở quá, dở
dở quá, cái gì đâu, đồ ăn gì đâu mà cho trưởng team ăn mà dám đưa đồ ăn dở cho trưởng team hả? Hả? Việt ơi, Việt có biết kể đấy là mình chuẩn bị ăn đó, mà bạn ăn mất của mình thì thôi đi, bạn còn chê nó ăn không ngon nữa, quá đáng vừa thôi. Ê mấy bạn ơi, tính ra bà Camui lúc nào bà cũng khóc hết các bạn, kỳ vậy. Ê khóc trừ thêm 10 điểm nữa nha. Thôi không khóc, bây giờ. Rồi để kiểm tra món tiếp theo nè, cái này là món gì đây? Món này là món sushi, tôi vừa mua ở Ai Ông Mèo Bình Tân đó. Sushi hả, đâu thử miếng coi. Lấy một miếng sushi. Anh thử coi. Từ từ, thử nè, từ từ ta ăn chứ. Ngậm. Trời ghê quá, cái này là sushi gì mà ghê quá vậy? Hả? Cái này sushi gì đây? Sushi tôm hay sushi gì mà ghê quá vậy? Trời không ngon. Từ từ lấy ông miếng khác. Ông không ăn được thì để tôi ăn, tôi thích ăn nó. Không ăn thì ông đi chỗ khác đi. Rồi, tiếp theo nữa là cá gì đây? Cá tuyết này. Ok, ăn thử coi. Trời cái này dở quá. Trời cái này cũng dở luôn. Cái này cũng dở luôn. Trời, nguyên cái ông không dở ăn luôn. Thì để đấy tôi ăn nha. Sau này đi ném thức ăn thế, ném thức ăn thế là không tốt đâu nha. Ủa không thích thì hay gì ta, đồ ăn không phải đồ ăn tôi, mắc mới tôi phải sợ. Thôi nói chung là đồ ăn dở quá, trừ thêm 10 điểm nữa. Rồi còn món gì đây? Không có gì hết á, không có món gì hết. Nếu không phải món gì đó, không có gì đâu. Tính ra là tôi mới vừa nhìn thấy đồ ăn rồi bà dám dẹp vô, bà không cho tôi ăn nha. Tính ra là dạ, bà ok. Ông là ông chê không ngon là ông trừ tôi 10 điểm, tức là tôi bị mất luôn 10 triệu, mà thì tức là nếu mà ông càng ăn thì tôi ông càng trừ điểm tôi, thì tức là tôi không cần không cho ông ăn là tôi không bị trừ điểm. Đúng không? À, trưởng team qua nhà xin đồ ăn mà không cho ăn, trừ thêm 10 điểm nữa. Không, cái này là trừ 100 điểm luôn. Trừ 100 điểm luôn. À, để coi 10 triệu mà gọi là sao ta? 10 triệu là có nghĩa là 10 điểm là 10 triệu nè, mà 100 điểm 10 nhân 10 điểm là 1 tỷ đúng không? 1 tỷ. Ủa phải không ta? Phải không? Vịt. Hả? Vịt. Nếu còn tiếp tục trừ điểm mình á, mình sẽ cho bạn giống cái củ cà rốt này nè. Trời ơi, bạn sẽ gọi là sắc mình ra hả? Trời ơi, dám đe dọa, gọi là sao ta, gì ta, dám đe dọa trưởng team mà trừ thêm 10 điểm nữa. Rồi ủa hôm nay Việt bị làm sao vậy? Trời đất ơi, tính ra nha, bạn bình thường bạn tốt, rất là tốt với mình này, xong rồi bạn cũng không bao giờ bỏ ra cái kiểu mà cái gì mà điểm đúng, nói chung là bạn có bao giờ thấy đâu. Hôm nay bạn bị làm sao kỳ vậy? Chúng ta càng ngày càng có nhiều bạn fan biết đến chúng ta nhiều hơn, thì chúng ta phải biết giữ hình ảnh chúng ta là những con người thật là sống sạch sẽ, thật là những con người văn minh lịch sự, hiểu không? Bước vô nhà thấy cái nhà nó dơ là phải trừ điểm liền, nói không, đồ ăn nấu đồ ăn cũng dở nữa là phải trừ điểm liền, hiểu không? Nói chung là chúng ta phải thật là hoàn hảo. Cà Mùi nghĩ ra một cái nữa rồi. Vịt đây, Vịt chấm điểm mọi người đúng không? Ừ. Thế thì Cà Mùi yêu cầu Cà Mùi cũng có thể chấm điểm được nhà Vịt. Đi qua nhà Vịt. Nhanh, không nói nhau. Khoan, từ từ, trước khi qua nhà tôi phải kiểm tra thêm một tí nhà bà nữa chứ. Vẫn còn hả? Từ từ. Sao hôm nay nhà bà có mấy con bò nhìn ngon quá vậy? Nhìn con nào cũng mập như con heo vậy? Ủa? Ê, bò của tôi nha, ông đi ra chỗ khác nha, bò này là tôi nuôi nha. Ủa, bò này Cà Mùi nuôi hả? Thôi rồi, bây giờ tôi hỏi Cà Mùi à. Cà Mùi từ nãy giờ Cà Mùi bị trừ hơn 100 điểm rồi hả? Cà Mùi có muốn được cộng điểm không? Ủa, làm cộng được hả? Được, đây tôi cộng đi nha. Ừ, cộng dễ lắm, bây giờ tôi chỉ cần cho tôi xin mấy miếng thịt bò là được. Giết thịt bò. Khóc cái gì mà khóc, trưởng team là gọi là sao ta, muốn thích cái gì nè, tôi nói cho bà nghe nha, ở trong làng này á, cái gì của bà sẽ là của tôi, còn cái gì của tôi thì vẫn sẽ mãi là của tôi, không được ai lấy hết, hiểu không? Rồi xin mấy con bò nha. Ok, bà khoan từ. Trưởng team bắt lạc người ta. Mấy bạn ơi, sao mình thấy mình hơi quá đáng các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ, cho anh thôi mà. Tí nữa mình trả bà lại sau các bạn ơi. Cái này chỉ là cho anh thôi nha các bạn. Mấy bạn đừng nghĩ là phong ác độc hay gì các bạn. Cho anh thôi. Ok. Thôi bây giờ ngoài đó khóc nữa hả? Trời ơi trời, khóc lóc cái gì. Để vô nhà coi. Ủa mà khoan, từ từ. Mùi ơi, Mùi. Ai? Ai? Nói Mùi nghe nè. Phong chết cha, nãy giờ cứ phong quại bạn ơi, coi chừng bị lộ bây giờ. Dịch á thì hôm nay Dịch mới phát hiện ra là trong tủ quần áo của Dịch á toàn là đồ màu vàng không à, mà bộ nào cũng y hệt nhau hết. Dịch muốn có bộ áo mới, không biết có đồ mới không, Cà Mùi có đồ mới không cho Dịch xin bộ. Được cộng điểm không? Được chứ, cộng trời điểm thì người ta mới có chứ. Được hết trời, chỉ cần gọi là cho đồ quần áo là cộng điểm hết. Nó cộng điểm đúng không? Thế ok, đi theo tôi. À, nãy giờ là ông trừ sương của tôi 50 điểm, thì cái điểm cộng này tôi yêu cầu tôi được cộng 60 điểm nhá. Ủa vậy luôn hả? Rồi ok, cũng được. Đúng rồi. Ai cho xin tôi lục quần áo của tôi xem nào. Đâu rồi, xem nào. Đây, có này, có ngay, đây. Đó, mà thử cái này coi. Ủa cái này là cái gì đây?
cho ông thêm một cái quạt này. Cái quạt hả? Đâu để mặc thử coi cái bộ này sao nữa bạn. Đây. Trời, cái gì vậy? Sao tự nhiên bà lại đưa đồ nữ tôi mặc vậy? Ủa, cái này tính ra là, cái này là người ta gọi là kimono đúng không? Mà sao nó có in hình bông hoa nữa, kiểu ủa cái này là đồ nữ mà bà. Thì đúng rồi, tủ đồ của tôi toàn đồ nữ cho tôi mà có đồ nam là có vấn đề nha ba. Ủa bà còn không có cái quần nữa, tính ra bà cho tôi cái áo bà không cho tôi cái quần. Trời ơi trời. Thôi cũng được. Muốn đấy. Muốn cái quần thì thêm 60 điểm nữa nha. Ủa cái gì kỳ vậy? Chơi vậy luôn hả? Thôi rồi, để xem sao? Coi. À, lại nuôi cá hả? Phá hồ cá nè. Ok, rồi coi coi. À đây. Cá của tôi. Cái này là bàn PC của ca môi đúng không? Đúng rồi, của tôi đó. Nè, ông đừng có đập ra, ông đừng có đập ra. Yên tâm đi, không đập đâu. Nhưng mà khoan từ, để coi coi. PC xịn quá vậy. Để coi cấu hình coi xịn không. Trời, PC này ít nhất cũng phải hơn 100 triệu luôn á. Ờ, biết thế nhưng mà ông có ý định lấy nó đúng không? Nhìn cái mặt gian kìa. Trời, tất nhiên rồi, tôi đã nói với bà mà. Trong làng này cái gì của bà sẽ là của tôi. Còn cái gì của tôi thì vẫn sẽ là của tôi. Cái tôi xin luôn cái bàn PC nha. Xin luôn cái bàn hình. PC của tôi. Ông có trả ngay không thì bảo đây hả? Ông có tin tôi giúp kiếm bây giờ? Tôi không quan tâm ông là trưởng team hay là trưởng top gì hết. Tin đâu kêu, tin đâu. À, bà dám. Bà dám đối xử với tôi vậy. Tôi xin cái dàn PC bà không cho. Ok rồi, tạm biệt Camui nha. Bye bye. Ok các bạn ơi. Vậy là hôm nay chiến lợi phẩm của Phong đó chính là một bộ quần áo nè, rồi thêm bộ PC chăm cũ của Camui nữa bạn ơi. Trời ơi xịn nha, với lại thêm mấy miếng thịt bò nữa. Trời ơi thấy ghê không? Đó mày thấy không? Trời mình không ngờ làm trưởng team xuống ghê các bạn ơi. Làm trưởng team ha, là muốn làm gì làm luôn, không dám, không ai dám cãi lại luôn các bạn ơi. Trời làm trưởng team sướng quá ta. Hay bữa nào mình kêu anh Dịch cho mình làm trưởng team thử ngày ta. Trời ơi mà khoan, có khi nào mình giả mạo ông Mr. Dịch vậy sống đầu rồi cái đầu mấy bạn fan qua mét ông Dịch, cái đầu ông Dịch ông biết ổng xử mình không ta? Thôi chắc không có đâu. Mấy bạn ơi, cái này là Phong chỉ cho vui thôi nha. Cho nên mấy bạn nhớ là đừng có giận Phong hay gì nha. Phong chỉ cho vui thôi à, cái này chỉ là trong game thôi mà đúng không? Đấy ok. A few moments later. Ông giật lấy cái máy tính của tôi. Tôi sẽ lấy máy tính của ông. Ủa trời. Ủa bà lấy luôn cái dàn máy tính của ông Mr. Dịch để bạn ơi. Ủa khoan, tính ra mình đâu phải Mr. Dịch đâu. Mình chỉ là Phong cận mà. Mình mặc skin ông Dịch thôi. Ê, vậy là bây giờ là bà cá mui bà lấy máy tính của ông Dịch chứ phải lấy máy tính của mình đâu, mình lo đúng không? Thôi không sao. Ok thôi mình lấy xe về đem bộ PC đi bán kiếm tiền. Ok rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha.